Chào mọi người. Hôm nay chúng ta đến với câu lạc bộ câu cá ở Houston. Hôm nay sẽ là gì? How to fish with Captain Tim. Đây là Hùng, tự Hùng chích, xưa chích nhiều quá. Đây Phúc nhóc. Này Captain Tim. Đây là Tuấn, chích Trinh Nguyễn. Tao là dân chỉ đi chơi thôi. Về dân vỡ cá. Anh dân cho em biết là anh đang làm gì? Đang làm cái phao câu mồi tôm sống nè. Trong này có điện hả anh? Có bằng cái điện quá trời vậy? Điện cá nó chưa ăn mồi, điện giật là nó nhảy lên bờ câu đó. Hôm nay em học được điều của anh đó. Cảm ơn anh nha. Đang xạo lô chứ chứ. Nó đang live stream nữa. Anh Phúc anh đang làm gì vậy? Đi thâu kho khe hay gì? Thâu cái thường đấy chứ. Cái thường nó đủ rồi. Cái activity á. Cái set 10-80 hả? À dạ. Kho khe nó nặng lắm, lốt nó quải lắm. Với lại cái 1080 là dư. Hôm bữa đi đi ADV á, cũng câu cũng đi xài cái đó. Trời hôm nay biển rất là đẹp. Rất là xanh. Trong tuần mà mọi người câu rất là nhiều. Nhưng mà tụi bay câu cái gì với cái đó vậy? Câu cái gì? Có lưỡi nhỏ xíu vậy? Sao câu lưỡi nhỏ xíu vậy? Kệ mà nói gì không? Mà tôm sống thì nó rất... Lưỡi ba cháu nhỏ rồi. Tại mày mà câu cái lưỡi kia đó mà lót tôm sống á, quăng ra hồi cái tôm tự động nó móc được vô cái lưỡi rồi. Vậy đúng không? Ủa cái miệng con đó bự lắm. Móc nó mỏ ra nè, móc mỏ ra trước nè. Thử nghiệm hả? Anh Hùng mình có một cái chiêu là ảnh tự anh móc thử, anh thử trước. Coi cái cần câu quá không. Cái lửa còn bán. Rồi đồ má ngu luôn. Chưa gỡ này ra. Sàn giá.